Sáng 4 tháng 1 năm 2019, những vết bắn vẫn còn lưu lại trên cửa kính của cơ sở kinh doanh Bar & Lounge tại số 270 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 23 giờ đêm 3 tháng 1 năm 2019, Trần Huy Vũ, 22 tuổi, Lê Triệu Mẫn, 24 tuổi và Nguyễn Tấn Thịnh, 32 tuổi, cùng 3 người bạn khác nữa đến quán này để ăn uống và nghe nhạc. Tại đây, Vũ và Mẫn đã va chạm và xô xát với nhóm của Nguyễn Bảo Trung, 31 tuổi. Cả hai nhóm ẩu đả trong nhà vệ sinh, Vũ chạy ra ngoài thì bị nhóm của Trung chạy theo đâm bị thương. Một thanh niên đi cùng với Trung lấy súng tự chế loại bắn bi bắn từ ngoài vào làm vỡ cửa kính. Sau đó thanh niên này cầm súng chạy vào quán, chĩa lên bàn của nhóm Vũ ngồi nhưng rồi lại chạy ra ngoài và chạy thoát. Vụ việc khiến Trung, Vũ và Mẫn bị thương. Công an thành phố Tuy Hòa hiện đang điều tra làm rõ vụ việc.